Xin chúng ta đồng đứng lên. Hãy hướng cả tâm hồn về cho Chúa. Hãy dâng lên Chúa lời ngợi ca, vì Chúa là niềm hy vọng, là sức mạnh và là lẽ sống của chúng ta. Amen. Xin bình an cho Jerusalem, vì lời Chúa đã có hứa nếu chúng ta chúc bình an cho Jerusalem thì chúng ta cũng sẽ được Chúa chúc phước. Xin cầu bình an cho Jerusalem và cho Việt Nam. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. Cầu xin an ninh in Jerusalem.
trong nam Chúa tôn tràn. Cầu xin ơn Cha, Chúa vui cho muôn dân lầm than. Chúa ơi, thắp hương nhạc cao thát danh Ngài. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam mừng vui, tình yêu tràn dâng. Thánh Linh của đời sinh Ngài rộng mở thiên đàng. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. Cầu xin an ninh đến với Jerusalem. An ninh, ôi an ninh Jerusalem. Còn hòa bình cho Jerusalem, phàm kẻ nào yêu mến người cũng sẽ được thới hạnh. Cầu xin an ninh đến với quê hương Việt Nam. Cầu xin an ninh khắp bắc trung nam Chúa vui tràn. Cầu xin ơn Cha chúc phúc cho muôn dân lầm than. Chúa ơi, khắp nước nam khao khát dân Ngài. Shalom ở cùng với tất cả chúng ta. Mục sư cùng với ban thờ phượng mời gọi quý bạn chị em tôn vinh Chúa cái bài Bình An cho Jerusalem. Thật ra cái bài đó bản gốc á nó là Shalom Jerusalem. Mục sư nói một chút trước khi chúng ta cầu nguyện. Thật ra ngày nay á, cái vấn đề mà chúc phước Jerusalem là vấn đề tranh cãi. Ở trong nước Mỹ có nhiều nhóm họ phản đối cái việc đó. Thậm chí là họ đến biểu tình ở các nhà thờ mà ủng hộ Jerusalem. Ngay cả vấn đề chúng ta chúc Shalom bình an cho Việt Nam cũng là một vấn đề tranh cãi. Nhưng mà mục sư muốn nói chúng ta không nói về chính trị. Chúng ta không có nói về chính trị nhưng mà chúng ta nói về lẽ thật của Chúa. Và chúng ta nói ở trong cái tình yêu thương. Cho nên khi mà chúng ta chúc bình an, Shalom for Jerusalem, bởi vì đó là lời hứa của Chúa. Người nào chúc phước Jerusalem thì người đó sẽ được thới thành, người đó sẽ được phước hạnh. Và chúng ta đứng ở trên lời đó mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta làm không phải vì chúng ta ủng hộ cái chính quyền Jerusalem hay là chúng ta ủng hộ chính quyền Palestine hay Iran. Hiện giờ vùng Trung Đông đang rất là gay cấn, nhưng mà chúng ta đứng trên lời hứa của Chúa. Nếu chúng ta đứng với dân của Chúa chúc phước Jerusalem, chúng ta sẽ được phước. Amen. Khi chúng ta nói chúng ta chúc phước cho Việt Nam là chúng ta nói tới chúc phước cho con người, dân tộc, người dân Việt Nam của chúng ta để họ biết về tình yêu của Chúa. Chúng ta không có nói về chính trị. Chúng ta được sanh ra là người Việt Nam, cái đó không phải sự lựa chọn của mình. Và mình yêu con người, mình yêu dân tộc Việt Nam của mình thì mình là cơ đốc nhân, mình chúc phước cho Việt Nam. Amen. Lạy Chúa là cha yêu dấu của chúng con,
Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài đem chúng con đến đền thờ để thờ phượng Ngài. Chúa ơi, nguyện Chúa được tôn cao ở giữa vòng chúng con. Nguyện sự bình an, Shalom ở trên Jerusalem, ở trên dân tộc Việt Nam, ở trên mỗi tấm lòng của chúng con. Cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và chúng con nghe được tiếng của Chúa ở trong thời giờ ngắn ngủi buổi sáng hôm nay. Nguyện chúng con hòa lòng, hòa đức tin để dâng lên Chúa sự thờ phượng đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta đồng an toàn. Thay mặt Hội Thánh Gia Đình xin gửi lời chào mừng đến quý ông bà anh chị em đã đến dự buổi thờ phượng chúng ta ngày hôm nay, và cũng như những quý ông bà anh chị em đang xem livestream và sẽ xem livestream vào sau này. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì một tuần qua Chúa đã cho chúng ta có một buổi thờ phượng dã ngoại ở nhà cô Jenny, rất là vui và ấm cúng. Tuy là lúc đầu mọi người đều trong trạng thái lo sợ vì trời quá lạnh, nó lạnh đến nỗi mà mặc áo khoác rồi nhưng mà vẫn luôn, bởi vì vừa lạnh mà vừa có gió mà không có nắng nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sau đó là thời tiết bắt đầu ấm dần lên và nắng, và chúng ta có thể làm nghi lễ báp têm cho những anh chị em muốn làm ngày hôm đó, và chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều đó. Và chúng ta cũng biết là bắt đầu từ tuần sau thì các bạn thanh niên sẽ đi xa đi chơi một tháng. Đi chơi một tháng thì chúng ta biết là IT bây giờ chỉ còn mình cô Châu có thể đảm nhận được. Thì xin Chúa cũng ban phước cho cô Châu và cũng như là ban phước cho những người mà sẽ giúp đỡ cô Châu để trong những tuần sau nữa thì sẽ không có bị về phần âm thanh ánh sáng, nhạc, PowerPoint và livestream sẽ không có bị một cái vấn đề trục trặc gì xảy ra. Bởi vì con nhớ là lần gần đây nhất khi mà các bạn thanh niên đi cắm trại, thì phải đi cắm trại phải không? Thì lúc đó Quỳnh đi đám cưới ông Bi, đúng rồi, lúc đó là đám cưới ông Bi. Mà lúc mà đang đi làm lễ, tức là đang kiểu mà đang rước dâu rồi làm vậy đó, cái xong Quỳnh cũng mới gọi chị Trang, chị Trang ơi có chạy ghé qua đây coi giùm cái này được không? Thì đó, thì Trang kêu là không được, dừng đáng làm nữa sao mà chạy qua. Thì hy vọng là 4 tuần sau thì cũng sẽ không có trường hợp đó xảy ra là phải gọi để chỉ dẫn. Chúng ta cầu xin Chúa về điều đó. Và nếu mà ông bà anh chị em chúng ta có điều gì muốn chia sẻ thì đây cũng là dịp để chúng ta cùng chia sẻ với Hội Thánh và cũng như mọi người sẽ cầu nguyện. Hội Thánh chúng ta là Hội Thánh nhỏ mà đi chơi lớn không? Có nhiều lúc ban thanh niên mấy anh em IT mà thỉnh thoảng đi như vậy thì Hội Thánh sẽ cảm kích anh em nhiều hơn để thấy tầm quan trọng của anh em. Nhưng mà tụi con cứ về chơi bình an, miễn là cái ngày thứ bảy on phone sẵn just in case. Không, chúng ta cảm ơn Chúa, và mục sư cũng kêu gọi Hội Thánh cầu nguyện cho những anh chị em đi xa trong tuần tới đây. Thì chúng ta biết là Trang rồi Hoàng với Hương sẽ về Việt Nam, rồi chúng ta cũng biết là Nguyên sẽ đi Hồng Kông, rồi trong tuần này thì chúng ta cũng biết cô Hải đi California. Chúng ta cầu nguyện cho những cái người vắng mặt. Mục sư ở nhà kể cho mấy đứa con nghe mấy người đi xa, vậy là hết hơn nửa Hội Thánh rồi, có gì. Mà xin Chúa ngày cũng ban phước cho chú Rớp, ban phước cho Nehemiah, Elisha có thể giúp được cái cô Châu để phụ một tay, cũng giống như là có những cái hoàn cảnh như vậy á, nó cũng có là cái điều tốt là Chúa sẽ cho chúng ta được dấy lên nhiều người để cùng làm việc. Nay chúng ta có được cô Thanh ở trong worship team, cảm ơn Chúa. Chúa ngày ban phước trên quý ông bà anh chị em. Dạ, cảm ơn mục sư. Việc lịch đọc Kinh Thánh của chúng ta không biết là có ai vẫn còn đang cố gắng theo dõi, bởi vì đây là đang tới cái khúc mà
Tại vì con đọc trễ mất 3-4 ngày, nhưng mà bây giờ là vừa mới đọc xong sử ký nhì thì thật sự là nó rối như một nhùi, bởi vì hết vua này lên rồi có ông thì theo Chúa, còn cái ông thì không theo Chúa, rồi cái tên có nhiều lúc mà vua này nhưng mà cái tên giống với những cái vua sau nữa, nên là thật sự là đọc là chỉ đọc thôi đó, chứ thật sự là à, rất mừng là xong phần sử ký rồi, bởi vì nó rối, nó lộn xộn. Nhưng mà cảm ơn quý ông bà chị em chúng ta đã kiên trì đọc được tới đâu hay tới đó. Giờ đây em sẽ ra học thì con bị trễ, con mới đọc sử ký nhì xong đó thì và nếu mà những ai bây giờ muốn bắt đầu thì cũng không bao giờ là quá muộn để chúng ta bắt đầu phần đọc kinh thánh của mình. Chúng ta có thể bắt đầu từ đầu, hoặc là nếu mà chúng ta không nghĩ là không được thì chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái sách nào đó chúng ta yêu thích thôi, thì đó cũng là điều tốt, và điều tốt cho bản thân mình và đẹp lòng Chúa nữa. Nên nếu mà ai muốn tham gia và đọc kinh thánh, hoặc là muốn có sự trợ giúp gì đó, thì chúng ta cứ liên lạc với mục sư hoặc là cô Hạnh về phần đọc kinh thánh. Nếu mà chúng ta không ai còn ý kiến gì hay là không ai còn lời cầu xin, thì xin chúng ta quỳ gối và con xin thay mặt hội thánh dâng lời cầu nguyện cho Chúa. Xin chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Xin chúng ta cùng hiệp ý. Lạy Chúa, lạy Cha thương của chúng con cảm ơn Chúa vì tuần vừa qua Chúa đã ban phước cho buổi thờ phượng của hội thánh chúng con. Có nhiều ông bà anh chị em đến để tham dự, và chúng con có cái feedback rất là tốt về bài giảng, về sứ điệp mà mục sư đã gửi ra. Xin Chúa cũng bỏ cùng luôn với những anh chị em đã đến vào tuần trước. Xin Chúa cũng đưa đường dẫn dắt và nhắc nhở, mở lòng họ để họ vẫn nhớ đến hội thánh của chúng con, và lâu lâu thỉnh thoảng nhớ đến và sẽ đến với hội thánh của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Xin Chúa cũng ban phước cho những anh chị em mà làm phép báp têm ngày hôm đó. Xin Chúa cũng ở cùng luôn thiên sứ của Ngài dẫn dắt, để từ ngày hôm mà làm lễ báp têm, đời sống của các anh chị em sẽ được thay đổi, sẽ được đổi mới, và tâm sẽ được bình an, bởi vì từ bây giờ cuộc sống của các anh chị em đó sẽ có Chúa ở cùng. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa ban phước cho các bạn sẽ đi Việt Nam và đi chơi vài ngày. Xin Chúa ở cùng với các bạn luôn, đưa các bạn đi, đưa các bạn về được mọi sự bình an. Xin Chúa cũng ở cùng với những người ở lại hội thánh. Xin Chúa trợ giúp, ban phước cho ban IT, ban phước cho những anh chị em nào sẽ hỗ trợ về việc lắp ráp IT và cũng như âm thanh PowerPoint mọi thứ. Xin Chúa ở cùng cho với những người ở lại. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Và Chúa ơi, chúng con xin dâng lên cho Chúa buổi giờ nhóm ngày hôm nay, dâng lên cho Chúa bài giảng của mục sư cũng như là lời ca tiếng hát của ban thờ phượng. Mọi sự con xin dâng lên cho Ngài thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và giờ này chúng ta sẽ cùng nghe bài thánh ca Nguyện Ngài Dìu Con của cô Hạnh. Và trong lúc đó thì chúng ta xin cứ lên dâng hiến như thường lệ. Trước khi mà Hạnh tôn vinh với lại cầu nguyện Chúa qua cái bài thánh ca này, thì Hạnh giờ xin được tiếp lời Thảo Nguyên chia sẻ một chút là tối nào đó mà mình quỳ gối cầu nguyện đó, mà mình nói là ôi con tạ ơn Chúa là bữa nay có hai điều quan trọng nhất là con đã làm được, đó là đi bộ và đọc kinh thánh. Thành ra mình biết cái đó là một cái cuộc chiến hàng ngày các anh chị em, và nếu mà chúng ta cứ cố gắng và gọi là giữ được cái thói quen đó thì mình chắc chắn rằng mỗi ngày đó nó sẽ dễ hơn, phải không? Chứ còn thiệt ra đó là mỗi ngày
Với lại khi mà chúng ta còn đang ở chỗ quen thuộc của mình nó dễ, nhưng các bạn sắp đi xa nè, hay là mình nghĩ tới thí dụ mai mốt mà mình đi xa cũng vậy, cái đó là cả một thử thách luôn, phải không ạ? Dạ, nhưng mà Hằng nghĩ đến bài hát này với một cái tâm tình rất là riêng. Vì khi chúng ta đã trải qua rất nhiều điều trong cuộc đời, chúng ta thấy những điều chúng ta tưởng như là chúng ta nắm trong tay bỗng dưng vụt mất. Một ngày nào đó, có thể chúng ta không còn gia đình, hay sức khỏe chúng ta không có, tiền không có, nhà cửa không có, thì chúng ta còn ai, còn gì trên cuộc đời này? Nhưng quý anh chị em, chúng ta vẫn còn Chúa. Và nhiều khi Ngài lấy hết mọi thứ trong tay của chúng ta để Ngài nắm được tay của chúng ta và dẫn chúng ta trong cuộc đời. Nên bài hát này vừa là những cái tâm tình riêng của Hạnh, và Hạnh cũng tin và xin đặc biệt gửi đến với lời cầu nguyện chân thành nhất cho tất cả quý anh chị em. Vì chúng ta biết rằng mọi điều xảy ra với chúng ta không định nghĩa được định mệnh của chúng ta, nhưng là ai đi với chúng ta trong cuộc đường đời sẽ quyết định định mệnh cuối cùng của chúng ta. Nên giờ này nếu mà quý anh chị em biết thì xin chúng ta cùng hát nha. Oh,
kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, cũng như là kính chào tất cả con dân Chúa theo dõi ở trên livestream của Hội Thánh hoặc là xem lại chương trình livestream của Hội Thánh. Hôm nay mục sư nghe trong cái phần chia sẻ của cô Hạnh có một câu sư thấy rất là hay luôn. Cái ý tưởng đó hôm nay thấy rất là hay, là có những lúc Chúa phải lấy những điều ở trong tay của mình để rồi Chúa có thể nắm tay mình. Hay quá quý vị ạ. Cái ý tưởng đó quá hay, tôi nghĩ cái đó có thể là đề tài của một bài hát, một cái bài thơ về để tôn vinh Chúa. Thật sự trong cuộc sống của mình, những cái gì ra khỏi tay mình cảm thấy như là một sự mất mát, mình muốn nắm giữ. Nhưng mà khi mình nắm giữ tất cả những điều đó, nhiều lúc Chúa lại không nắm được tay mình. Cho nên là khi mà mình có Chúa đồng hành với mình thì mình lại có được tất cả. Nguyện Chúa ban cho chúng ta sự bình an của Chúa. Mục sư xin phép cầu nguyện rồi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con đến với lời của Ngài giờ này. Nguyện Chúa là giáo sư lớn dạy dỗ chúng con. Và xin Chúa Ngài cho chúng con được hạ lòng mình xuống. Ngài tha thứ những sự vi phạm, Ngài cất đi những sự mệt mỏi, Ngài cất đi những sự phân tâm, và Ngài cho chúng con nghe được tiếng của Chúa cho cá nhân của mình. Nguyện Chúa ban cho chúng con sự bình an, Shalom của Chúa ở trên cuộc đời của chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng thì giờ này trong tay của Chúa, dâng mỗi ông bà anh chị em ở trong tay của Chúa, cũng như chính môi miệng tâm trí của con ở trong tay của Chúa. Nguyện chúng con nghe được những điều cần nghe, nói được những điều cần nói, và giờ này sự vinh hiển thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn cô. Anh em có thể cho mục sư câu kinh thánh ngày hôm nay được không? Chúng ta chỉ có một vài câu kinh thánh mục sư muốn đọc với nhau. Mục sư thấy Robin gắn đồ nghe mà thấy thanh ở đây rồi, ai dịch mà nghe. Vậy là phải giúp Robin. Giăng đoạn 14 câu 27, lời Chúa nói như thế này: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Xin tiếp tục ạ. Châm ngôn đoạn 14 câu 30 thì nói rằng lòng bình tĩnh, chữ bình tĩnh đó cũng là chữ Shalom, bình an. Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt. A heart at peace gives life to the body, life to the body, but envy rots the bones. Esai đoạn 26 câu 3: Người nào để trí mình nương tựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, đó là Shalom. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì Ngài, vì người nhờ cậy Ngài. Isaiah 26 verse number 3: You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Hôm nay chúng ta học với nhau một cái đề tài về đón nhận sự bình an Shalom của Chúa. Tại sao mục sư đã nói chữ bình an mà còn phải nói cái chữ Shalom? Là tại vì cái chữ Shalom nó bao hàm cái ý nghĩa của sự bình an, nhưng mà nó còn vượt khỏi cái ý nghĩa của sự bình an và chứa đựng nhiều ý nghĩa ở trong cái chữ Shalom đó. Trong ba câu kinh thánh chúng ta đọc, ở trong Tân Ước có, ở trong Cựu Ước có, lời Chúa nói về bình an Shalom. Thì ở trong cái ý nghĩa của tiếng Hebrew đó, thì cái chữ Shalom không phải chỉ là bình an, nhưng mà nó là một cái sự trọn vẹn, một cái sự an toàn, sự thông sáng của tâm trí, sức khỏe, thịnh vượng, bình an, yên tĩnh, thỏa lòng, an ninh trong liên hệ
và bình an với Chúa, đặc biệt là trong liên hệ giao ước với Chúa. Đó là cái từ điển của Hebrew khi mà họ dịch cái chữ Shalom. Cho nên Shalom đó không phải chỉ là bình an không, mà là một cái gói phước hạnh mà Chúa ban cho. Người Do Thái họ dùng cái chữ Shalom này như là một cái lời chúc phước. Khi mà họ gặp nhau, họ Shalom, Shalom. Người không phải chỉ người lớn chúc phước cho người nhỏ, nhưng mà người nhỏ chúc phước cho người lớn. Và họ tin rằng chính cái sự ban phước, người Do Thái họ tin vào sự chúc phước, và người Do Thái họ tin vào Shalom của Chúa. Cho nên họ chúc phước cho nhau Shalom bình an. Và họ tin rằng Chúa cho dân của họ có sự khôn ngoan trỗi hơn. Và Chúa ban cho họ để họ có những người thông sáng. Chúng ta biết là những cái giải thưởng Nobel của thế giới đa số là người gốc Do Thái nhận được. Và họ tin rằng đó là nhờ ơn Shalom mà Chúa ban phước cho dân tộc của họ. Cho nên quý ông bà anh chị em, đó là một cái thói quen mà chúng ta có thể dùng cho chúng ta. Chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể chúc bình an, Shalom. You know, God Shalom be with you. Có được bình an, có được Shalom sẽ giải phóng chúng ta khỏi ra những cái sự hối tiếc, những cái sự lo lắng. Chúng ta thấy ba tôi qua đời, mấy anh chị em mỗi lần có cơ hội là đều ra nghĩa trang để thăm. Và khi mà đi dọc theo những cái bia đó quý ông bà anh chị em, thì chúng ta sẽ thấy người Mỹ họ ghi là rest in peace, rest in peace. Tức là giống như người Việt Nam mình nói là hãy đi thanh thản, phải không? Ra đi một cách thanh thản, rest in peace. Thành ra cái chữ mà gọi là bình an của thế gian mà suy nghĩ á, có nghĩa là chết rồi đó, có nghĩa là không còn suy nghĩ, không còn phải làm gì nữa, thì lúc đó mới gọi là bình an. Cho nên bây giờ nằm xuống rồi mới gọi là rest in peace. Nhưng mà không phải quý ông bà anh chị em, khi chúng ta có Chúa, chúng ta có cái sự bình an Shalom của Chúa đó, là mỗi ngày chúng ta ngủ là chúng ta ngủ bình an, ngủ ngon giấc, không có gì phải lo lắng, không có gì phải sợ hãi. Cho nên là mỗi ngày của mình là rest in peace, chứ không phải chờ tới chết rồi bia mới ghi là rest in peace. Amen. Mục sư muốn nói một vài ý. Thứ nhất là muốn nói về cái văn mạch của văn đoạn 14 câu 27, khi mà Chúa nói là ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ở đây chúng ta thấy là lời Chúa giống như là nhắc lại ta ban nè, ta để nè, không, ta cho nè, để chúng ta biết rằng cái sự bình an này là sự bình an của Chúa và Chúa ban cho chúng ta. Sau đó Chúa còn nhấn mạnh cái sự bình an này nó không có như là sự bình an của thế gian. Rồi kêu là lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Tại sao Chúa nói là đừng bối rối và sợ hãi? Là tại vì trong văn mạch văn đoạn 14 á, là Chúa báo cho họ là Chúa chuẩn bị sẽ bị đi vào con đường thập giá. Tức là Chúa sẽ bị bắt, Chúa sẽ bị hành xử, rồi Chúa sẽ bị chết. Mà trong mấy năm mà môn đồ đi theo Chúa, không phải là không có sóng gió. Họ đã từng đi vào trong bão tố, họ đã trong những cái hoàn cảnh thiếu thốn. Nhưng mà họ không có lo, là tại vì lúc nào họ cũng có Chúa ở cùng. Cho nên có bão tố thì Chúa ra lệnh thì bão tố sẽ im. Khi mà có thiếu thốn thì Chúa biến bánh tiếp trợ cho họ. Có bệnh tật thì Chúa chữa lành cho họ. Họ có sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa nói là bây giờ ta phải về với cha. Phải không? Cho nên là khi mà họ bắt đầu giống như là không có Chúa của mình, không có thầy của mình ở cùng nữa, thì họ bắt đầu bối rối. Cho nên là Chúa nói là các ngươi không cần bối rối. Quý ông bà anh biết tại sao mà chúng ta bối rối không? Chúng ta bối rối, chúng ta sợ hãi là tại vì cái yếu tố chúng ta không biết. Tôi thấy cái yếu tố không biết nó làm cho mình bị kinh sợ. Có nhiều lúc chích ngừa thôi mà chưa có cái lần đầu tiên mà nghe nói là lấy cây kim đâm vô trong người mình là sợ. Tôi nhớ là dẫn mấy đứa con đi mà nói chích ngừa là nó sợ, nó tại vì nó chưa có kinh nghiệm. Cái điều mà không biết á, nó làm cho mình sợ. Hay là lần đầu tiên mình ngồi trên xe, mình lái xe là cái phản ứng mình sợ. Phải không? Có nhiều người tôi thấy lên máy bay ngồi thấy mà sợ, hỏi sao vậy? Đi lần đầu tôi mới lên máy bay.
là sợ bão tố ở trong cuộc sống mình, cái yếu tố mà mình chưa có từng đối diện, chưa có gặp, nó làm cho mình sợ. Nhưng mà khi mình đã có kinh nghiệm rồi thì nó sẽ làm giảm thiểu cái sự sợ hãi đó trong đời sống của chúng ta. Cái kinh nghiệm nó không có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi là cái expectation của mình, cái điều mà mình đón nhận nó sẽ khác. Ví dụ mình đã chích ngừa một lần rồi thì lần thứ hai, cái này mình biết rồi. Mình đã lái xe rồi, lần hai lên xe, cái này mình biết rồi. Mình đi máy bay rồi, mình không có sợ nữa. Cho nên là cái điều mà không biết, cái điều mà không có sự hiện diện của Chúa làm cho họ sợ. Nhưng mà khi họ có được lời hứa của Chúa thì nó đem đến sự bình an. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh, nhiều lần Chúa đã chuẩn bị tâm lý cho môn đồ là đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi ở trong những cái khó khăn. Khi mà vắng Chúa, khi Ngài bị bắt, khi Ngài bị giết, thậm chí Chúa còn chuẩn bị tâm lý cho họ là trong tương lai chính các ngươi sẽ bị bắt vớ vì ta. Chúa chuẩn bị tâm lý cho họ. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1, cũng đoạn 14 đó, thì lời Chúa nói như vậy nè: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và cũng hãy tin ta nữa. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Quý vị thấy không? Rõ ràng là Chúa biết cái tâm trạng của họ. Chúa nói nhưng mà đừng có lo, bây giờ ta đi nhưng mà ta sẽ trở lại. Ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta trở lại để đón, rồi ta với các ngươi lại ở chung với nhau mãi mãi. Cho nên là không có phải sợ. Câu 16 thì nói rằng ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Có nghĩa là nếu mà Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên mang lấy thân xác của con người thì bị giới hạn. Nhưng mà Chúa nói ta đi sắm sẵn, ta trở lại. Mà trong cái khoảng thời gian mà các ngươi chờ ta trở lại thì ta ban cho các ngươi Đức Thánh Linh là sẽ ở cùng với các ngươi. Rồi sau đó thì tới câu 17 nữa rằng Chúa Thánh Linh sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự và nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Tức là Chúa đi, phải không? Nhưng mà Chúa nói là ta sẽ trở lại. Trong khoảng thời gian trở lại, ta ban cho, cầu xin Cha ban cho các ngươi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ cho các ngươi trong mọi điều. Và khi mà những nguy hiểm xảy đến, Chúa Thánh Linh sẽ nhắc cho các ngươi lời của ta. Tức là ta đã có những cái lời hứa. Khi các ngươi gặp thiếu thốn, các ngươi bối rối, thì Thánh Linh sẽ nhắc cho các ngươi lời là ta sẽ là đấng chu cấp. Khi các ngươi gặp bệnh tật, thì Thánh Linh sẽ nhắc cho các ngươi biết ta là đấng chữa lành. Không? Khi mà các ngươi gặp hoạn nạn khó khăn, thì ta là đấng giải cứu. Tức là Chúa đã chuẩn bị cho các môn đồ tâm lý để họ không phải sợ. Nhưng mà cho tới tiếp tục cũng đoạn 14 đó, thì tới câu 27 của chúng ta, thì Chúa lại nói rằng, bây giờ ta ban cho các ngươi một cái sự bình an. Ta biết là các ngươi sẽ bất an, cho nên bây giờ ta ban cho các ngươi một cái sự bình an, giống như là một cái program mới mà được load vào trong cái system, phải không? Một Chúa đặt vào trong tâm trí chúng ta một cái loại bình an mới. Cái bình an này là Shalom, không giống của thế gian. Như vậy chúng ta đặt câu hỏi là như vậy thì nó khác cái sự bình an ở thế gian như thế nào? Khi mà chúng ta nói là bình an ở thế gian này là thường là chúng ta nói là không có chiến tranh, không có xung đột. Nhưng mà những điều đó, nó chỉ là tạm thời cho tới khi một cái xung đột kế tiếp xảy ra. Bình an là trạng thái tạm thời cho tới khi một cái năng đề khác xảy ra. Đó là cái sự bình an ở trong thế gian. Nhưng mà sự bình an Shalom của Chúa đó là một cái sự hy vọng và một cái sự đảm bảo vượt hơn cái thế gian sa ngã này. Cho nên là cái sự bình an mà thế gian nói là sự bình an nó dựa ở trên cái hoàn cảnh chung quanh. Khi mà mọi việc chúng ta thấy là yên ổn, không có chiến tranh, không có bệnh tật, không có khốn cùng, thì chúng ta cảm thấy bình an. Nhưng mà còn cái sự bình an của Chúa đó không có nghĩa là vắng mặt những cái khốn cùng, những cái khó khăn. Nhưng mà sự bình an của Chúa là biết mình có sự hiện diện của Chúa. Và cái sự bình an đó là từ bên trong ra, chứ không phải là bình an tác động từ bên ngoài vào. Cho nên là sự bình an của thế gian thì bên ngoài vào, sự bình an của Chúa từ bên trong ra. Sự bình an của thế gian là vắng mặt nan đề, sự bình an của Chúa là có sự hiện diện của Chúa ngay ở trong nan đề.
Và cái sự bình an của thế gian thì tạm thời, nhưng mà cái sự bình an Shalom của Chúa là vĩnh cửu và là chắc chắn. Chúa nói rằng cái sự bình an đó nó vượt hơn cái sự suy tưởng của chúng ta. Chính vì vậy mà Phao-lô nói sao? Khi ông nói là chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Thì ngay sau đó là gì? Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự suy tưởng, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em. Cho nên cái sự bình an của Chúa nó ở một cái cấp cao hơn, một cái cấp siêu nhiên, là sự bình an thiên thượng của Chúa ban cho, nhưng mà ban cho những người đặt niềm tin ở nơi Chúa. Đó là Shalom. Shalom là bền vững, là chắc chắn, là vĩnh cửu. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy ở trong lời Chúa đó thì lại có đề cập là chớ bối rối và đừng sợ hãi. Có nhiều lúc mình thấy bối rối sợ hãi có vẻ cũng giống nhau. Nhưng mà những học giả thì cho rằng là Chúa phân ra cho chúng ta thấy khi mà chúng ta mất cái sự bình an của Chúa đó, nó tác động ở trên linh và nó tác động ở trên hồn của chúng ta. Khi chúng ta nói chớ bối rối, tức là ở trong tâm linh chúng ta vượt qua những sự đau đớn, những cái sự bất hạnh. Nói về sự sợ hãi là nói với tâm hồn chúng ta có những sự sợ hãi, có những sự tuyệt vọng. Cái chỗ này, khi mà Kinh Thánh nói chữ bối rối đó, thì quý bà anh chị em nhớ là chính Chúa đã ở trong những tình trạng đau lòng và bối rối. Thí dụ, Chúa Giê-xu từng đau lòng, cảm động ở trong văn đoạn 11 câu 33, khi mà Lazarus chết. Chúa đau lòng lắm và Chúa hỏi rằng các ngươi chôn Lazarus ở đâu? Cho nên Chúa khi Ngài làm người, Ngài cũng có những cái khoảnh khắc đau đớn và bối rối. Cho nên là trong văn đoạn 13 câu 21 thì nói là khi mà Chúa công bố là ở trong các môn đồ sẽ có một người phản Chúa, thì Kinh Thánh ghi là lòng Chúa bối rối. Như vậy thì tôi muốn nói rằng Chúa không phải kêu gọi chúng ta đó là chúng ta có bình an Shalom, là chúng ta là cơ đốc nhân, bắt đầu chúng ta mặc lạnh như tiền, chúng ta trở thành một cái là siêu nhân, chúng ta không còn cảm xúc, chúng ta không còn cảm nhận những cái gì mà lo lắng sợ hãi xung quanh. Không phải như vậy. Cái sự khó khăn, những cái sóng gió nó vẫn có, nhưng mà chúng ta có một cái sự bình an đặc biệt ngay ở giữa cái bão tố đó. Cho nên là Chúa không gọi cơ đốc nhân trở thành những con người mà mất nhận thức, không có hiện thực của sự đau đớn, nhưng mà chúng ta có cái lời hứa của Chúa. Chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta có Thánh Linh, mà trái của Thánh Linh có sự bình an Shalom ở trong đó. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh, tức là Chúa ban cho chúng ta có Shalom của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa cũng nói rằng Chúa Giê-xu là Chúa bình an, phải không? Ê-sai đoạn 9 câu 5 nói rằng Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Như vậy thì khi chúng ta có Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Linh, trái Thánh Linh cũng là bình an ban cho chúng ta. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu là Chúa bình an cho chúng ta. Cho nên là cái chúng ta hiểu ở đây không có nói rằng chúng ta không có những nan đề, không có những bối rối. Không, chúng ta có, nhưng mà khi chúng ta nhìn được cái nan đề thì chúng ta cũng nhìn được sự hiện diện của Chúa, và Chúa của chúng ta lớn hơn nan đề của chúng ta. Amen. Rồi bây giờ khi mà Chúa nói là ta ban cho, khi mà Chúa nói là ta ban cho thì có nghĩa là Chúa mong chúng ta nhận lấy. Cho nên là mục sư mới đặt cái đề tài là nhận lấy sự bình an của Chúa. Chúa cho, nhưng mà chúng ta có nhận lấy hay không là cái quyền lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có nhận cái sự bình an Chúa ban cho hay không? Mà khi mà nói là Chúa ban cho, chúng ta nhận, thì cũng có nghĩa là chúng ta không có cần phải earn, chúng ta không có cần phải nỗ lực cho xứng đáng, chúng ta không cần phải trả giá để chúng ta được cái sự bình an đó. Mà đây là cái sự bình an món quà, khi chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Chúa, Chúa ban cho chúng ta cái sự bình an đó. Cái chữ Shalom, ngoài những cái ý nghĩa mục sư nói, tất cả những cái sự tốt lành đó,
thì cái chữ Shalom nó cũng có nghĩa là payment, giống như chúng ta trả tiền nhà mỗi tháng, trả tiền xe mỗi tháng vậy đó, tức là cái giá trả. Cái câu đó để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta được Shalom, chúng ta không có phải trả giá nữa, nhưng mà cái payment đó, khi mà Chúa nói ở trên thập tự giá là mọi sự đã được trọn, thì cái chữ mọi sự đã được trọn á, nó có nghĩa là pay in full, tức là đã được trả một cách hoàn toàn. Cho nên là chúng ta có thể mạnh dạn mà nhận lấy cái Shalom bình an của Chúa, không có để cho ma quỷ kiện cáo nó rằng mình sống sao, mình làm sao mà xứng đáng để mình được cái điều đó. Không, chúng ta nhận là bởi vì Chúa đã trả giá cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tự trả giá cho cái Shalom đó. Cái đó là phước hạnh quá, phải không quý vị? Chúng ta hãy đón nhận cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta muốn có được cái Shalom thì chúng ta hãy nhận Chúa Giêsu. Chúa ban cho dân Chúa, môn đồ của Chúa lời hứa Shalom. Trước nay họ ở trong bão tố thì Chúa ở cùng họ. Bây giờ họ không có Chúa ở cùng thì Thánh Linh và lời hứa của sự bình an của Chúa ở cùng với họ. Quý ông bà anh chị em, thế giới này sẽ qua đi, nhưng mà chúng ta có một cái lời hứa là Chúa sẽ sắm cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Chúng ta có thể đối diện cuộc sống bằng sức mạnh của Đấng Christ, chứ không phải là bằng sức của mình. Cho nên là chúng ta không có cần chạy trốn những cái nan đề. Có nhiều người ở thế gian này họ tìm cái sự bình an bằng cách gì? Bằng cách là uống cho say để không biết gì hết, để cho mình tìm bình an. Chạy vào trong thuốc phiện, phải không? Chạy vào trong cờ bạc, họ tìm những cách để trốn chạy những cái khó khăn, để nghĩ rằng để mình có được cái sự yên ổn. Tất cả những cái điều đó là sự lừa dối. Chúng ta không có thể chối bỏ sự thật, chúng ta không thể trốn tránh, nhưng mà chúng ta tin là có Chúa đi cùng, giống như nãy cô Hạnh cái bài hát mà tôn vinh Chúa vậy. Chúng ta chỉ có được sự bình an khi chúng ta ở trong Đấng Christ. Cho nên nếu mà quý bà chị em cảm thấy là bây giờ mình cảm thấy mình thiếu bình an, thì hãy chạy đến và tiếp nhận Chúa Giêsu làm của Chúa của mình. Đó là cái giải pháp mà chúng ta có thể đi ở trong đời này mà có sự bình an, ngay cả trong sự hiện diện của bão tố. Tôi nghĩ chắc quý ông bà anh chị em biết cái câu chuyện và một cái cuộc thi vẽ tranh về sự bình an, và người ta cuối cùng người ta còn hai cái tấm mà được coi như là ca ngợi nhất, và phải chọn ra một tấm để là cái người chiến thắng trong kỳ thi đó. Thì một bức tranh họ vẽ cái cảnh không một cái gợn gió, rồi cái bờ hồ thì yên tĩnh, không một gợn sóng. Mình thấy cảnh nó rất là yên tĩnh. Nhưng mà một bên á, thì là bức tranh bão tố mù mịt, sóng gió điên cuồng nổi lên. Nhưng mà rồi người ta lại chấm cho cái tấm mà sóng gió nổi lên đó. Thì nhiều người đến hỏi tại sao cái tấm này mà lại được giải mà cái tấm kia không được giải, tấm kia nhìn nó bình yên hơn. Nhưng mà khi vào trong cái tấm mà bão tố nổi lên á, thì người ta lại phát hiện là trong cái bão tố đó thì cái người họa sĩ vẽ có một cái hốc đá. Và trong cái hốc đá đó thì có một con chim mẹ với những con chim con núp ở trong cái hốc đá đó. Họ cho thấy rằng một cái sự bình an là khi ở trong bão tố kinh hoàng như vậy, nhưng mà có một cái nơi nương dựa vững an, cái đó nó thực, phải không? Còn mà chúng ta trông đợi là không có một cái gợn sóng nào, không có một cái cơn gió nào. Quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Như vậy thì Chúa không có nói là chúng ta không có khó khăn hoạn nạn, phải không? Đừng có nói rằng tin Chúa đi, Chúa sẽ ban cho mình giàu có lắm, Chúa sẽ ban cho mình sức khỏe, Chúa ban. Quý ông bà anh chị em, đừng có giới thiệu phúc âm như vậy. Phúc âm là mình có Chúa và Chúa ở cùng, Chúa tể trị và Chúa ban ơn, Chúa cho chúng ta vượt hơn những cái khó khăn đó. Cái điều cuối mà mục sư muốn nói là tại vì nó liên quan tới hội thánh của chúng ta. Ở trong những ngày qua đó thì hội thánh ban lãnh đạo suy nghĩ tới cái tên của hội thánh. Suy nghĩ tới cái tên của hội thánh thì mục sư có cầu nguyện và Chúa cho cái chữ Shalom này. Mục sư để ý cái người Việt Nam mình khi qua Mỹ mà đổi sang tên Mỹ á,
mình hay bắt đầu bằng một cái tên mà có cái chữ đầu nó giống giống tên mình. Ví dụ bây giờ một sư có người em tên Thịnh, cái nó tìm cái chữ Team là chữ T đầu tiên, phải không? Có những người ví dụ như tên Đoàn, chẳng hạn như đặt là David, họ hay tìm một cái gì cho nó giống giống như vậy. Thì một sư nghĩ từ trước tới nay hội thánh mình vẫn kêu mình là Seattle Family Church. Nhưng mà chúng ta nghĩ như vậy nè, chúng ta muốn hội thánh của chúng ta có thể mở ra cho nhiều người. Nếu mà chúng ta ghi là Vietnamese thì bắt đầu làm cho người ta đi ngang, ta chỉ nghĩ là ồ, cái hội thánh này chỉ cho người Việt thôi. Nhưng mà thực ra trong hội thánh chúng ta có Robin, chúng ta có Rob, họ đâu phải là người Việt Nam, phải không? Chúng ta mở ra cho mọi người đặt niềm tin nơi Chúa. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta nói là chúng ta là hội thánh Seattle, rồi mai mốt mình đổi ra khỏi Seattle, mình đổi qua chỗ khác thì sao? Phải không? Cho nên là chúng ta mới nghĩ tới một cái tên. Và cái tên đó nó nói lên được cái tính cách, cái đặc ân, cái giá trị mà Chúa đặt để ở trong gia đình hội thánh của Chúa. Cho nên là chúng ta sẽ gọi hội thánh của chúng ta thay vì là Seattle Family Church thì mình sẽ gọi là Shalom Family Church. Và khi mà chúng ta đặt điều đó, quý ông bà anh chị em, chúng ta phải được nhắc nhớ về cái chữ Shalom như một sự nói. Trong cái chữ Shalom đó nhắc về cái sự bình an Chúa ban cho, sự phục hồi Chúa ban cho, sự trọn vẹn Chúa ban cho, tâm trí thông sáng Chúa ban cho. Tức là Chúa ban cho chúng ta, tất cả con cái của Chúa được cái sự Shalom của Chúa. Chúc phước Shalom, bình an cho mọi người thuộc về gia đình của Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 30 này chúng ta đọc, nói là nếu mà chúng ta có Shalom, có sự bình an, thì nó sẽ đem đến sinh lực cho thân thể của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, ở trong Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ được thịnh vượng. Thịnh vượng ở trong linh, ở trong hồn, thịnh vượng ở trên thể xác chúng ta, và mọi công việc chúng ta làm đều thịnh vượng như hồn chúng ta được thịnh vượng. Nếu mà chúng ta có cái Shalom bình an của Chúa, hồn chúng ta được thịnh vượng, thì thể xác chúng ta sẽ được thịnh vượng và mọi việc chúng ta làm sẽ được thịnh vượng. Cho nên là cái chữ Shalom, cái sự bình an nó quan trọng ở trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không phải đợi qua đời mới là rest in peace, nhưng mà mỗi ngày chúng ta là yên nghỉ ở trong sự bình an của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa nói như vậy: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình an. Có lòng bình an ở trong ta, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Như vậy thì khi chúng ta có sự bình an của Chúa, thì có sự hoạn nạn chứ không phải là không, nhưng mà Chúa đã thắng thế gian rồi. Một cái điều nhắc nhở nữa, nếu chúng ta là một gia đình Shalom, sự bình an của Chúa, thì Chúa không phải chỉ cho chúng ta sự bình an, mà Chúa muốn chúng ta là người peacemaker, tức là người đem cái sự bình an đó đến cho người khác. Chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta bình an để chúng ta làm sứ giả của sự bình an. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9 nói như vậy: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Thực ra bản tiếng Việt chúng ta dịch là phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Nhưng mà trong bản tiếng Mỹ thì cái mà gọi là người làm cho người hòa thuận, cái đó là peacemaker. Bless the who make peace for the people, or là peacemaker, thì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta là peacemaker. Chúng ta người là người để đem tới cái sự hòa thuận. Cái sự bình an là cái sự bình an với Chúa. Khi chúng ta trở lại ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa làm Chúa đời sống của mình, rồi kế đến là chúng ta có sự bình an với người khác. Tức là Chúa muốn chúng ta có sự hòa thuận và tạo được cái sự hòa thuận và bình an đối với mọi người xung quanh, và bình an với chính mình. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có Shalom, chúng ta sẽ bình yên được với chính mình. Chúng ta không bị kiện cáo, chúng ta không bị lo lắng, chúng ta không bị sợ hãi, bởi vì chúng ta có Chúa ở cùng. Cho nên là mục sư ước ao là mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta biết rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Ngài là Chúa bình an. Khi chúng ta có Thánh Linh thì Thánh Linh, trái Thánh Linh là sự bình an. Chúng ta vẫn có hoạn nạn khó khăn, nhưng mà chúng ta không cần phải bối rối sợ hãi, vì Chúa có lời hứa ban cho chúng ta sự bình an vượt hơn sự suy tưởng của chúng ta.
Chúa đã thắng thế gian này rồi. Chúng ta là một cộng đồng, là một gia đình yêu thương, và chúng ta nhận cái sự bình an của Chúa và chia sẻ cái sự bình an Shalom đó cho những người chung quanh chúng ta. Amen. Nguyện Chúa ngài ban phước với bạn chị em. Xin chúng ta đồng đứng lên và hãy cùng dâng lên Chúa bài hát Vững An, để xin Chúa cho tấm lòng của chúng ta luôn được vững an trong Chúa. Dù qua bất cứ hoạn nạn gì thì lời hứa của Chúa sẽ đem đến sự bình an tới cho mỗi tấm lòng của chúng ta. Xin mời một số trường lên cầu nguyện bái lễ. Cảm ơn Chúa. Lời của bài hát là con luôn vững lòng vì biết cha ở bên con. Tôi ước ao là mỗi chúng ta ý thức được cái điều đó. Quý ông bà anh chị em, mỗi ngày ở tại nhà mình, hay là lúc mình đi làm, lúc mình đi học, mình về Việt Nam, mình đi Hồng Kông, bất cứ nơi nào, mình biết rằng Chúa luôn luôn ở cùng với mình. Amen. Nguyện Chúa bình an Shalom ở cùng với mỗi quý ông bà anh chị em. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài một lần nữa. Con cầu nguyện Chúa ngày ban Shalom với tất cả những năng quyền của Chúa ở trong sự bình an, trong sự trọn vẹn, trong sự phục hồi, trong sự chữa lành, trong sự nối kết đem đến ở trong chúng con mỗi người. Ở trong gia đình hội thánh chúng con ở đây có những người đang ốm đau,
Lạy Chúa, Chúa là đấng chữa lành, xin Ngài thi thố quyền năng của Chúa ở trên anh chị em chúng con. Lạy Chúa, có những hoàn cảnh khó khăn nào, có những cái trở lực nào, chúng con nhớ rằng Chúa luôn ở cùng với chúng con. Và Ngài ban cho chúng con sự bình an của Chúa, không phải là vắng mặt những năng đề, bèn là sự hiện diện của Chúa của chúng con luôn ở cùng với chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con, sự thông công và quyền năng của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Lễ chung, xin mời chúng ta cùng đến phòng ăn để thông công với nhau và sẽ hẹn gặp lại nhau.